Tự dưng Hải Dương lại mưa quá cơ các bác ơi. Bên trong à? Anh kia đây là Zalo đi, em gửi video cho. Đi 12 đầu 200 là chưa có anh ơi, khoảng 250 thì có. Bao nhiêu chương nhá? Đi 12 đầu là 255 thì có nhá. Hải Dương xin kính chào quý khách nha các bác nhỉ ơi. Nhìn Hải Dương của em Hương đây ạ. Bật máy lên để livestream báo giá mà các bác nhìn này. Mưa dã man luôn. Mưa dã man luôn. Đang định hôm nay là lên nhiều siêu phẩm mới về. Mà lại mưa quá cơ. Em chào anh Lê Trung Hiếu này. Những bác nào quan tâm mẫu xe nào thì ngày hôm nay em Hương sẽ đứng ở đây và luôn báo giá cho mình luôn nhá. Tại vì bên em mưa quá. Các bác nhìn này, xe về rất là nhiều luôn. Một chiếc xe màu trắng này là một chiếc xe Hyundai i10. i10 đời 2016 đây các bác này. Giá chào bán chỉ với 218 triệu thôi, đời 2016, máy số cực ngon. Số hotline em sẽ ghi ở đây nhá, 0354602790. Nên là những bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại cho em. Chứ còn hôm nay thì mưa gió quá rồi. Hôm nay thì rất là mưa luôn. Nên là khả năng là cuộc báo giá của em nó không được thành công như mọi ngày. Em chào anh Bí Đình này. Chào bác anh Việt VTV này. Chào anh Vũ Đức Thanh này. Chào bác Giang Hân. Chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương được không ạ? Lắng mưa em bảo rồi. Lắng mưa em vẫn like bình thường. Nên là khách hàng nào quan tâm mẫu xe nào để lại số điện thoại cho em này. Đây là một chiếc xe Grand i10 số sàn, đời 2016, giá chào bán là 218 triệu này. Hyundai Accent xịn sò của em Hương nhá, biển 99, nước sơn màu đỏ đẹp. Phím mở một trạm thông minh trên cánh cửa, xi nhan trên gương đầy đủ rồi. Em Accent này đời ui sấm chớp ui. Em Accent này là đời 2019 này, giá chào bán của em này là 495 triệu. Zin đẹp toàn xe luôn. Anh xem xe mẹc à? Anh Việt ơi, để lại số điện thoại cho em nhé. Xe mẹc thì em đang đứng gần trước xe mẹc C240 biển Hà Nội này. Mẹc C240 199 triệu, số tự động đẹp, một chủ sử dụng gốc Hà Nội. Cam lùi cam hành trình dòng xe mẹc hạng sang đây. Ôi, mưa quá, sấm chớp cầm điện thoại mà cứ run run đúng không ạ? Anh ơi, xe mẹc đây. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng đầy đủ rồi. Số tự động đẹp 199 triệu, đầy đủ chế độ option nhá. Chiếc xe mẹ của em Hương đây. Wow, hôm nay khách hàng em Hương quan tâm rất là nhiều. Chia sẻ nhiệt tình lên, chia sẻ cho em lên 100 khách hàng ngày hôm nay đi ạ. Mẹc C240 199 triệu, mưa quá. 199 triệu. Em chào 65 khách hàng. Chia sẻ cho em Hương lên 100 khách hàng đi ạ, 67 khách hàng rồi. Bên đây thì em mới về thêm một siêu phẩm Fortuner. Fortuner đời 2011 số tự động đẹp, giá chào bán là 386 triệu có Fortuner đi nhá. Biển 15 Hải Phòng. Fortuner đây ạ, máy xăng 2 dầu à, máy xăng 2 cầu số tự động đẹp. Chào anh Kiên Đỗ, chào anh Nguyễn Bảo Cường. Chia sẻ cho em nào, 80 khách hàng, 83 khách hàng rồi. Lên 100 khách hàng cho em Hương đi ạ. Mỗi khách hàng cho em Hương xin một lượt chia sẻ nhá. Chào anh Hoàng Ngọc Hưng, chào bác Hạnh Kim, 90 khách hàng rồi. Fortuner đây ạ. Mưa vẫn like, mưa vẫn like anh ơi. Sự nhiệt tình của em Hương nó luôn được khách hàng yêu thích. Nên là em vẫn like mưa và lắng. Chú ơi, chú vào cái ngồi cho đỡ mưa chơi. Fortuner đây ạ. Máy xăng 2 cầu số tự động đẹp, động cơ 2.7. Giá chào bán là 386 triệu. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Chào bác Lợi Du, chào bác Hoa Hoa Ngô, 104 khách hàng rồi. Chào Thùy Linh nhé, chia sẻ cho em nào. Bên đây thì em Hương còn có CDX này. CDX nhập khẩu đời 2009, động cơ 1.6, giá chào bán là 238 triệu. Trong bản sedan 2 đầu mà với phân khúc mà hơn 200 triệu thì có CDX đi các bác nhé. CDX 238 triệu đời 2009, bản nhập khẩu 1.6 này. Cửa lóc đề lỗ thông minh, màn hình giải trí đầy đủ rồi. CDX 238 triệu. Em chào anh Hoàng Bách này. Chào bác Phạm Mỹ Hạnh nào, chia sẻ cho em Hương nào. 133 khách hàng của em Hương ơi. Lên 200 khách hàng cho em đi ạ. Kia K3. Kia K3 em tạm hết anh nhé. Em có Kia Cerato, Kia Rio số tự động thôi ạ. Còn K3 em tạm hết rồi anh Hoàng Bách nhé.
để lại số điện thoại cho em. Có lẽ là sang tuần em sẽ về đấy, vì là bác chủ đi du lịch nên là chưa về, em chưa đến để xem xe được. Fortuner thì em còn máy xăng anh Kiên Đỗ ơi, chứ máy dầu thì em lại tạm hết rồi, em còn máy xăng nhá. Chào anh Trương Nguyễn nào, quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em, hoặc kết nối Zalo cho em có hotline 0354602790 ạ. Fortuner em còn máy xăng 2 cầu, số tự động 368 triệu đời 2011 ạ. Bên đây thì em có bán tải 2 cầu này, máy dầu, một chiếc bán tải Isuzu D-Max đời 2016, đăng ký lăn bánh là cuối tháng 12/2017. Đây ạ, mưa em cũng nhau ra đây. Isuzu D-Max 2 cầu, máy dầu, số tự động đẹp 535 triệu. Và bên em hương về nhiều nhất vẫn là những dòng xe bền bỉ cộng tiết kiệm, đó chính là những dòng xe i10 và những dòng xe Kia Morning nhé. Em chào anh Trương Nguyễn, chào anh Nguyễn Nhàn, chào anh Nguyễn Duy Thường, chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Ở đây em có một chiếc xe i10 biển 88 Vĩnh Phúc này, nước sơn màu trọ đỏ, màu trắng đẹp. i10 bản đủ biển 88 này. Chú cứ đứng đi ạ. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng đầy đủ rồi, màn hình giải trí cỡ lớn, đề lỗ thông minh, giá chào bán 365 triệu cho chiếc xe i10 bản đủ, số tự động đẹp của em Hương nhé, 365 triệu. Em chào anh Kim Nguyễn này, chất cảm ơn anh thấy không ạ? Một cô gái mà nắng 40 độ hay là mưa sấm chớp thì vẫn cứ like như bình thường đúng không ạ? Nên là khách hàng ơi, chia sẻ cho em Hương nhé. Ở đây thì em còn có Kia Morning i10 màu đỏ này. Một chiếc xe i10 màu đỏ, trắng có rồi, đỏ em cũng có luôn. i10 màu đỏ đây ạ. i10 màu đỏ đời 2015, giá chào bán 215 triệu, nhập khẩu, động cơ trang bị 1.0, số sàn 215 triệu cho chiếc xe i10 màu đỏ ạ. Chết rồi, có khách gọi cơ, xin lỗi em nghe điện thoại một chút ạ. Alo ạ. Dạ vâng ạ. Em đang ở địa chỉ là cây xăng dầu 51 nhá. Anh kết nối Zalo em số này xong là em gửi định vị cho. Anh bấm của em vào là trường Đại học Hải Dương, là em nằm ngay bên cạnh em đang livestream nhanh nhá. Vâng, trường Đại học Hải Dương ạ, cây xăng dầu 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương ạ. Dạ ok anh. Dạ. Dạ ok. Còn ở đây em còn có Xpander nhá. Xpander đời 2020. Em này form dáng mới rồi, mặt này các bác này, đa mặt đèn đèn rất là đẹp luôn. Xpander đời 2020, động cơ trang bị 1.5, 7 chỗ ngồi, form dáng hình thức, máy số cực chất luôn. 590 triệu form dáng mới các bác nhá. Em này là form dáng mới rồi. Bản này lắp ráp trong nước. Đời 2020 1.5 hỗ trợ cho em là chống trơn trượt, đề lỗ thông minh, màn hình giải trí, mưa quá em chạy rồi. Xpander của em Hương là 590 triệu các bác ạ. 590 triệu máy eco, siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. Em chào 100 khách hàng của em Hương nào, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhé. Ô, chắc là chị mượn cái ô đúng không? Chị mượn cái ô, đây em có ô rồi. Em sẽ quay lại Xpander khách hàng nhà mình cùng xem này. Xpander màu lâu đẹp, 590 triệu đời 2020, 2019 sẽ là bản Indo, 2020 sẽ là bản lắp ráp trong nước ạ. Em chào anh Trương Nguyễn, chào anh Mường Vũ này, chào anh Trung, chào bác Thúy Hồng. Bán tải Forerunner em có đời 2013 và 2014, đăng ký 2015. Forerunner số sàn 2013 395 triệu. Forerunner số tự động, máy dầu 2 cầu 398 triệu. Anh đợi em một chút nhé. Cảm ơn anh Lam này, lâu lắm thế anh Nam nhé. Chào anh Long này. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ, 100 khách hàng thân yêu của em Hương ơi. Bớt dịch kịch sàn trên livestream ngày hôm nay. Hôm nay em có Xpander này, cháy hàng bao nhiêu ngày. Bác nào hay là bạn bè nhà mình mà đang bảo là muốn tìm một chiếc xe 7 chỗ ngồi số tự động thì đừng quên giới thiệu cho em Hương nhé. Hotline của em Hương 0354602790. Xpander 590 triệu, form dáng mới 2020, số tự động đẹp, động cơ trang bị 1.5, máy eco, hỗ trợ trơn trượt, đổ đèo đầy đủ rồi, full option, full đồ chơi, zin đẹp toàn xe luôn. Cảm ơn anh Nam Nguyễn ạ, chia sẻ cho em đây Hương lên nhá. Còn hôm nay em mới về thêm một em i10. i10 bản sedan 2 đầu. Ôi dồi ôi, mưa quá. Em chào anh Lương Nguyễn này. Ủa sấm chớp đứng em cũng kinh cơ.
một chiếc xe Hyundai i10 biển 34 này. Em này thì em Hương mới về tối ngày hôm qua nên là em chỉ báo giá qua thôi, vì em chưa dọn dẹp, nhìn nó hơi bị bẩn, bụi đất bám vào. i10 số sàn, động cơ trang bị 1.2, giá chào bán là 289 triệu đời 2016. Em i10 sedan này là bản đủ các bác nhé, bản đủ ạ. i10 sedan bản đủ biển 34, bốn mắt cảm biến va chạm phía sau, cam lùi đầy đủ rồi, quá là chất chơi. 100 khách hàng thân yêu của em Hương ơi, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Phím mở một trạm thông minh trên cánh cửa, đề lỗ thông minh, màn hình giải trí cỡ lớn rồi. Em này về các bác chỉ việc đi thôi, tối nay em cho đi dọn một chút nhá, nên bác nào quan tâm thì cứ để lại số điện thoại cho em ạ. i10 2016 289 triệu bản đủ, bản sedan hai đầu. Alo ạ. Dạ ok anh. Cảm ơn Hương Xuân. Ok. Khách đang đến xem xe các bác ạ. Mưa gió quá, em cảm ơn khách hàng rất là nhiều luôn. Quan tâm mẫu xe nào thì cứ để lại số điện thoại cho em nhé, em sẽ kết nối này. Trả góp em có làm trả góp anh ơi. Trả góp thì anh cứ lựa cho em dòng xe từ 2015 trở lên, và giá chào bán là 300 triệu với điều kiện là mình không lợ, không báo xấu, là em Hương có thể trả góp cho mình nhé. 2015 trở lên và giá chào bán là trên 300 triệu. Mức lãi là bằng mức ngân hàng 0.8, tức là 800.000 trên 100 triệu trên một tháng này các bác nhé. Quan tâm về trả góp thì để lại số điện thoại thì em sẽ tư vấn dễ hơn ở trên livestream này. Có bán tải chị ơi, đợi em một chút này, em sẽ vào quay bán tải đây, em đang đứng ở ngoài. Chị Trần Phượng ơi, đợi em một chút nhá. i10 bản đủ đây ạ, hai đầu 289 triệu, Xpander số tự động 7 chỗ ngồi đẹp, form dáng 2020 mới kính cong, 590 triệu. Bán tải em có Isuzu D-Max, Mazda BT50, Forerunner, Nissan Lavera. Úi dồi ôi, bán tải bên nhà em mà đúng tủ luôn. Em chào bác Thanh Thùy Lương, chào bác Nguyễn Văn Minh, chào bác Phạm Duy Anh. Đây, bán tải đây chị ơi. Một siêu phẩm màu đỏ mang tên Isuzu D-Max. Em này là số tự động máy dầu 2 cầu, giá chào bán 535 triệu. Máy dầu 2 cầu gốc Hà Nội, cam kết không đâm xô và không ngập nước. i10 màu trắng bên cạnh em mới về, em đấy thì tầm 250 cho đến 255 triệu, em mới về hai chiếc anh ạ. Anh Hà Minh Phú ơi, để lại số điện thoại cho em. Chị Ly ơi. Anh Cường ơi, ra em nhỏ chút nha anh Cường nha. Isuzu D-Max máy dầu 2 cầu số tự động đẹp, sơn zin, máy số zin một chủ sử dụng, một dàn lốp mới đẹp luôn, 535 triệu ạ. 5 chỗ ngồi gầm cao thì em có EcoSport, em có Tucson máy xăng 2 cầu số tự động, và em có Kia Sportage anh nhá. Anh Minh ơi, đợi em một chút này. Anh Hà Minh Phú ơi, để lại số điện thoại cho em. Anh Nguyễn Văn Minh ơi, để lại số điện thoại cho em nhé, để em cùng em đi hết buổi báo giá ngày hôm nay. Chào 100 khách hàng của em Hương, vì bình luận nó chạy nhanh quá em không đọc kịp, nên là bác nào quan tâm mẫu nào cứ để lại số điện thoại cho em nhé. Bên đây bán tải em còn có bán tải Mazda này, BT50 máy dầu 2 cầu số tự động, em này thì bản 3.2, đời 2015 zin đẹp luôn, cao dàn mát máy là dành cho những dòng xe bán tải của em Hương rồi. Giá chào bán đây ạ, 510 triệu đồng cho chiếc bán tải nào. 510 triệu đồng nhé, đợi em một chút ạ. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em nhé. Nhiều xe đẹp lắm ạ, i30, i10. Bố trách đúng fanpage của em cái. Cầm điện thoại tí, Zalo khách đang đến. Zalo khách đang đến. Anh Cường ơi, khách đang đến nhá. Anh ở Hưng Yên, anh sẽ ra xem. Dạ, địa chỉ bên em là 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Em nằm ngay bên cạnh trường Đại học Hải Dương. Kết nối số điện thoại cho em sẽ gửi định vị qua Zalo cho mình để các bác đi cho dễ này. 0354602790 để được em đây Hương tư vấn nhá, anh Trần Phượng nhá. Từ Hưng Yên sang bên nhà em chỉ mất có tầm 20 cây thôi, hơn 20 cây một chút thôi, nếu như mà anh ở Mỹ Hào hay là ở đâu nhỉ. Bên đây thì em Hương còn có một chiếc xe Vios này. Vios số sàn bản E xịn đời 2015, số sàn em Hương đang bán là 350 triệu. Động cơ trang bị 1.5.
chuẩn xe cán bộ đi các bác nhá. Vì ở số sàn của em Hương đây ạ. Chuẩn xe cán bộ đi luôn. Xin nhan trên gương, phanh ABS chống bó cứng đầy đủ rồi. Màn hình giải trí cỡ lớn này, Vios đời 2015, số sàn động cơ trang bị 1.5. Giá chào bán là bao nhiêu ạ? 350 triệu bao rút hồ sơ. 5 chỗ số tự động à? 5 chỗ số tự động thì em có một chiếc xe mới về, mang tên Hyundai Elantra. Mới về luôn, cập bến ngày hôm nay mới được chân bãi Lê Hương là tầm 10 phút thôi anh ơi. Một chiếc xe Hyundai Elantra 5 chỗ ngồi, nếu như Accent mà các bác đi đã sướng rồi. Anh mua bán tải, anh ơi anh kết nối Zalo để lại số điện thoại cho em nha anh Trần Phượng nhá. Mua bán tải giá mà hàng xóm láng giềng nhà Hải Dương, không bao giờ để các bác giá đắt mà xe phải zin đẹp luôn. Bán tải có Isuzu D-Max màu đỏ, BT50 màu xanh, Nissan Navara màu trắng và hai chiếc nữa màu xanh và màu bạc dòng Ford Ranger anh nhá. Nhiều bán tải đẹp lắm luôn. Anh Cường ơi, anh Cường, còn bên đây em có một chiếc xe 5 chỗ ngồi. Em này là Hyundai Elantra biển 99, số tự động đẹp, động cơ trang bị 2.0. Anh check inbox đúng fanpage của em vào không? Đây là check gì? Vẫn là Lê Hương. Anh Ngư Xuân đang check gì? Vẫn là Lê Hương. Vẫn là Lê Hương đấy. Elantra của em Hương đây ạ, 515 triệu cho chiếc xe Elantra 5 chỗ ngồi, số tự động đẹp, xin nhan trên gương. Nếu như Accent mà các bác đi nó đã đẳng cấp rồi thì Hyundai Elantra nó lại còn hơn một bậc. Accent nó là hậu bối thì là Hyundai Elantra nó là tiền bối rồi. Bản 2.0 số tự động đẹp, phím mở một trạm thông minh trên cánh cửa này. Tổ hợp phím bấm khẩu lại nghe gọi trên vô lăng rồi. Em này có hỗ trợ chống trơn trượt, ghế da zin, máy số zin đẹp. Hyundai 5 chỗ ngồi, số tự động đẹp, Hyundai Elantra 515 triệu ạ. 515 triệu xin nhan trên gương, phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em. Còn nếu như về bán tải màu xanh hợp phong thủy các bác thì em có bán tải BT50 máy dầu, số tự động đẹp đời 2015. Em này là bản 3.2 máy dầu. 3.2 máy dầu này có BT50 nhá. Chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương đi ạ. 100 khách hàng của em Hương ơi, chia sẻ đi ạ. Mỗi khách hàng chia sẻ cho em khi mua xe, tặng luôn khách hàng nhà mình 10 triệu đồng cộng bao rút hồ sơ, dù là xe cỏ hay xe nào em đều bớt sâu cho mình để có xe đi lại, vừa đi gia đình để vừa làm ăn nhá. Em chào anh Nguyễn Tuấn này, chào anh Nguyễn Thanh Tùng, chào anh Đặng Đình Luận, chào bác Bùi Ly. Rất là nhiều khách hàng em không thể đọc hết được tên được, nhưng mà cảm ơn khách hàng đã cùng em Hương xem buổi báo giá ngày hôm nay này. Nissan Navara đây ạ, máy dầu 2 cầu, số tự động mà dưới 400 triệu thì đây nhá. Biển Hà Nội này, màu xanh. Màu xanh này sẽ khác với màu xanh của BT50 đây ạ. Đấy, khách khác một chút nhé. 398 triệu máy dầu 2 cầu. Bản này là 2.5. Số tự động đẹp, đời 2014 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2015. Cam 360 đầy đủ rồi, lên thùng thấp rồi. Đây ạ, một chiếc bán tải đây. Các bác thấy em Hương không? Y ta cầm tay cầm ô đấy, không mở lỗ thất ra được. Em chào anh Quân Cóc. Ồ, anh Quân Cóc ơi, lâu lắm rồi mới xem livestream của em Hương. Y10 khoảng 250 triệu quay đầu. Úi dồi ôi anh ơi, 250 triệu mà mua Y10 bên em Hương thì anh có 10 sự lựa chọn. Cô này đến từ Bắc Linh, cô này đến từ Hà Giang, anh có 10 sự lựa chọn luôn. Y10 2016 bản đẹp mà có chỉ có 218 triệu thôi anh Tùng anh ơi. Để lại số điện thoại cho em nhé. Chào anh Đào Ngọc, chào anh Nguyễn Công Nghĩa, chào anh Cà Phê Đắng ạ. Chia sẻ cho em là Y10 bên em Hương, em là bà chùm của Y10 rồi. Nếu mà về Y10 thì em là chùm Y10 rồi. Nhiều Y10 lắm. Bây giờ xăng đắt như thế này thì Y10 lên ngôi. Mà em Hương thì luôn luôn rất là nhiều dòng xe Y10 luôn. Số tự động có mà số sàn em cũng có luôn nhá. Em chào anh Trương Nguyễn, chào anh Nguyễn Thắng này. Y10 đó, đây Y10 đây, quay ra một chiếc Y10 màu trắng nữa đây. Em cảm ơn anh Tùng anh đã để lại số điện thoại cho em nhé. Mưa quá. Một chiếc xe Y10 đời 2016, em Y10 này là bản đủ. Đời 2016 nhập Ấn Độ, động cơ trang bị 1.0. Giá chào bán là 268 triệu, xin nhan trên gương. Phím mở một trạm thông minh trên cánh cửa. Nếu như bản đủ và bản thiếu nó sẽ khác nhau. Bản thiếu không có túi khí an toàn, không có tổ hợp phím bấm trên vô lăng. Phía sau xe
xe không có cảm biến và xin nhan không có ở trên gương thì i10 bản đồ sẽ có nhá. Em này bản đồ đây ạ. Chia sẻ mạnh tay lên cho em nào các bác ơi. i10 bản đồ 2016 268 triệu. Rất là nhiều dòng xe i10 luôn. Bà chùm, người ta là bà chùm nông sản rồi, em là bà chùm i10 luôn. Chào anh Quang Thiệu, chào bác Phú Lai Triệu, chào bác Yến Đa Thị, chào bác Linh Quỳnh. Dạ đúng rồi, nay mát trời, một tay cầm ô, một tay vẫn live stream nhiệt huyết luôn. 106 khách hàng của em Hương ơi, chia sẻ cho em Hương ơi nào. Còn nếu như mà 220 triệu quay đầu thì em có i10 đây ạ. i10 đây ạ, đời 2016 số sàn. Em này rất là đẹp, form dáng cứng cáp, sơn si sạch đẹp, máy số ngon, nội thất ghế da bên trong cực kỳ sexy nóng bỏng luôn. Bán tại, đợi em một chút chị Linh Quỳnh ơi. Ồ đóng cửa à, đây rồi. i10 đây các bác nhá, i10 đời 2016 ghế da bên trong chuẩn cán bộ chưa? Nhìn rất là sexy luôn. Màn hình giải trí đời 2015. i10 đời 2015 nhập khẩu, động cơ trang bị 1.0 số sàn. i10 2015 của em Hương là 218 triệu. 218 triệu ghế da bên trong cực kỳ sạch đẹp luôn. Thảm rối đầy đủ rồi. Đấy các bác nhìn này. Với dòng xe i10 thì mức tiêu hao nhiên liệu nó chỉ rơi vào 5 đến 6 lít thôi. Nếu như mà xăng cứ 30.000 với 32.000 thì i10 đúng là chuẩn xe quốc dân rồi. Cảm ơn anh Quân Cóc ạ. Em bị nhớ nhầm ấy. Chia sẻ cho em lên nhá các bác nhá. Em chào anh Làm Lại Cuộc Đời, chào anh Cương Xúc, chào anh Nguyễn Hiếu này, chào bác Be Be này. 300 đến 350 triệu số tự động mua hoặc Vios. Nếu như Vios thì em có bản G 2011 số tự động 337 triệu 2011 zin tư nhân sử dụng. Còn nếu như mà muốn xe i10 số tự động thì đây, em có mấy chiếc cơ. Chị nào vừa hỏi bán tải ơi, đợi em một chút nhá, vì bán tải nó lại cách xa em quá, để em quay những dòng xe i10 gần trước chị nhé. Anh Lê Quyết Tiến ơi, để lại số điện thoại cho em nhé. Tại vì bình luận nó đọc nhanh quá nên nó trôi nhanh quá em không đọc kịp. Cảm ơn anh Nhân Thắng này, cảm ơn tất cả khách hàng của em Hương nào. Chào anh Cương Xúc nào. Đây anh ơi, nếu như mà i10 số tự động, anh Lê Quyết Tiến này, chắc anh làm bên đảng bên bộ rồi, nhìn anh thấy đi hay đi hội nghị lắm này. i10 biển 37 số tự động, động cơ trang bị 1.2, màu trắng đẹp. Chị ơi, anh ơi, của anh gọi em Lê Hương đúng không ạ? Em đây ạ, khách đến rồi. i10 328 triệu đời 2015, động cơ trang bị 1.2 đây ạ. Nhập khẩu số tự động đây, giá chào bán là 328 triệu. Anh Lê Quyết Tiến ơi, để lại số điện thoại cho em. Có phải vừa anh gọi em đúng không ạ? Dạ vâng, anh xem nào, anh chị ơi. Anh Văn Đơ, và anh xem để em gọi người ra tiếp. Cảm ơn anh ạ. À, anh ơi ra chốt hỏi em à, xe khách xem xe của em với. Đây, anh chị đến từ đâu nhỉ? Vâng. Hải Dương luôn à? Vâng, vừa gọi em lúc em đang live stream không để ý điện thoại. Đây khách Hải Dương luôn, đến xem xe. Cầm chìa khóa X-Bander anh ơi, X-Bander. Số 16 ạ. Đây ạ. Các bác thấy không? Đẳng cấp không? Vừa live stream vừa tiếp khách luôn. Anh cứ xem em một chút. Mưa quá, sấm chớp lại còn sợ nữa. Xe này cũ dạ vâng, bên em là chuyên mua bán ô tô đã qua sử dụng chị nhá. Giá chỉ từ 75 triệu cho đến trên 1 tỷ một xíu là em sẽ làm nhá. Bác nào quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em ạ. Em chào anh Tú này, bác Hồng Đào ơi. Anh Lê Quyết Tiến ơi, để lại số điện thoại cho em nhá. Đợi em lấy chìa khóa đã anh ơi. Bên đây thì em có Chevrolet Aveo này, đời 2018 số sàn, động cơ trang bị 1.4. Giá chào bán là 255 triệu. 255 triệu. i10 đời 2016 số tự động đẹp 328 triệu. Mà bấm ra đi. Rồi, anh em mở cửa đầu ra đây anh ạ. Đấy, X-Bander các bác này, 2020 form dáng mới. Hỗ trợ này, trơn trượt đổ đèo. 2020 là form dáng mới, mặt đèn pha phía trước nó sẽ khác 2019 các bác này. Xin nhan trên gương, phím mở một trạm thông minh trên cánh cửa. Zin đẹp toàn xe. Túi khí an toàn đầy đủ và phanh ABS này. Đây là nội thất bên trong của X-Bander đây. Không, đấy là ai các bác đi vừa xem xe, các bác ấy, vừa em đi xem ấy. Phải bỏ cái đấy ra để xem anh ạ. Không, cái này có nào
À cái móc đấy con nào cũng thế anh ạ. Đây anh sang bên kia xem. Có Kia, Kia em có anh Nguyễn Văn Minh ơi. Cầm cho khách ơi. Giá anh cho ta xem một em một chút nhá. Em live stream một chút này. Kia, Kia thì em có Kia Morning, Kia Rio số tự động 2016 nhập 2016 và 2015. Kia Rio em đang bán với giá là bao nhiêu nhỉ? 2015 nhập Hàn nguyên chiếc, nước sơn màu trắng đẹp là 379 triệu. Nếu như Kia Rio màu bạc số tự động thì em Hương có là bao nhiêu nhỉ? 395 triệu. Khách của em, ở khách của em đợi em một chút, em đang live stream một chút nữa rồi em xuống. Hôm nay các bác đang ủng hộ em Hương quá là nhiều nên em phải nhờ một chút khách để tiếp hộ em. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em được không ạ? Bán tải này, bán tải Nissan Navara em có màu trắng 2017 số tự động 535 triệu. Hai anh ơi tiếp hộ em một tí nhá. 100 triệu bán không chị Nguyễn Hồng ơi? 100 triệu là xe nào ạ? Để lại số điện thoại cho em chị Nguyễn Hồng ơi. Em chào anh Trương Văn Thắng, chào anh Cương Lê này. 100 triệu là xe nào chị nhỉ? Lên cho em 150 khách hàng đi ạ. 150 triệu. Hyundai có Avante, em không có Avante, em tạm hết rồi. Em có Hyundai Elantra nhá, Elantra mới về. Anh Quân Nhựa Đài Loan ơi, chắc là bác làm về nội thất Đài Loan rồi đúng không ạ? Bên đây thì em có Mazda này, hai chiếc Mazda, một chiếc Mazda 3. 285 triệu, một chiếc Mazda 3 310 triệu đồng. Y10 thì em có số sàn đây. 2015 giá chào bán là 218 triệu. Số tự động giá rẻ thì em có Ghét này. Ghét số tự động đời 2007 nhập khẩu động cơ trang bị 1.4 188 triệu. Còn chiếc xe Kia Morning này, một chủ sử dụng cũng là số tự động 158 triệu thôi. Chào anh Đặng Chiến này. Quay cho em con xe số tự động. Số tự động anh Văn Minh ơi là xem Y10 hay là Morning hay là Accent hả anh? Anh bình luận lại giúp em được không ạ? Chết rồi, mưa rồi, khách xem xe mà mưa quá. Anh ơi, cầm ô này anh ơi. Chị ạ, báo chế vào văn phòng ngồi em ơi. Hả? Hả? Ôi, đây đó. Ôi, thế không phải à? Thế gọi điện nè, gọi điện thế nè. Toàn xe cũ anh ơi, xe cũ này 2020 này, 2019 này. Một chiếc xe 2019 465 triệu nhập khẩu. Động cơ trang bị 1.4 số tự động. Không phải à? Thế vào đây. Em chào anh Hoàng Đình Cường, chào anh Đoàn Tiến này. 300 mà anh Quân Nhựa Đài Loan ơi, em mới về một chiếc xe Hyundai Accent đời 2011 số tự động 345 triệu. Không phải, khách em chưa đến. Thế hỏi Lê Hương Hứa cũng ừ. Dạ, Kia Accent Ý. Đây anh ơi nhá. Accent đây, Accent em có màu đỏ. Đây là 345 triệu 2011 nhưng em vừa mới về. Còn đây có một chiếc xe Kia Rio này. Kia Rio đời 2015 nhập khẩu động cơ trang bị 1.4 số tự động đẹp, giá chào bán là 379 triệu cho chiếc xe Kia Accent đây. À có đây Kia Accent chứ, Kia Rio ạ. Anh Cường anh ấn cái gì rồi? Anh tập vào lách anh ấn cái gì rồi? Trong nhà ai đang dùng cái gì? Đây ạ. Bên đây thì em còn có một chiếc Accent ở đây. Accent đời 2015 383 triệu nhá các bác nhá. Accent đời 2015 383 triệu nhá các bác nhá. Accent đời 2015 383 triệu. Hà Tĩnh.
Em không có anh ơi, em có hỗ trợ Hà Tĩnh vận chuyển nhanh nhá. Hà Tĩnh có hỗ trợ vận chuyển. Em không có anh ơi, em có hỗ trợ Hà Tĩnh vận chuyển nhanh nhá. Hà Tĩnh có hỗ trợ vận chuyển. Em không có anh ơi, em có hỗ trợ Hà Tĩnh vận chuyển nhanh nhá. Hà Tĩnh có hỗ trợ vận chuyển. Em không có anh ơi, em có hỗ trợ Hà Tĩnh. Anh nghe không nói à? Không nói à? Không có, gầm cao em có anh ơi. Có gầm cao, 5 chỗ ngồi gầm cao ạ. Vào nhà ngồi nói chuyện nàng ơi. Năm chỗ ngồi gầm cao thì em có, anh nghe có tiếng không? 5 chỗ ngồi gầm cao thì em có Kia Sportage anh nhá. 5 chỗ ngồi gầm cao đây ạ. Để em quay lốt một chút ạ. Đây ạ, 5 chỗ ngồi gầm cao Kia Sportage đây anh ơi. Anh Minh Đức ơi, thấp nhất là có 75 đến 80 triệu nhá. Em đang đứng ở một dàn 5 chỗ ngồi gầm cao này, Kia Sportage biển Hà Nội, tư nhân một chủ sử dụng, giá chào bán là 466 triệu. Kia Sportage của em Hương đây nhá. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng có khẩu lệnh rồi. Sấy sưởi kính điều hòa ghế hai vùng, nóng và lạnh này. Màn hình giải trí đầy đủ luôn nhá. Cửa sổ trời toàn cảnh ạ. Anh ơi, nếu như tầm 300 triệu mà mua Accent thì chỉ mua được tầm 2011, 2012 thôi. Còn nếu như mà Accent đời cao 2019 phải trên 400. Em có chiếc Accent đời 2019, số tự động màu đỏ đẹp, giá chào bán là 495 triệu. Anh Minh Đức ơi, để lại số điện thoại cho em nhé. Một chút nữa em sẽ ra ngoài kia. Em để tận ngoài kia cơ, nhưng mà nó lại mưa quá anh ạ. Nó lại bị mưa quá. Em chào anh bác Út Hằng này, chào bác Ngôn Nê, chào bác Nhịp Từ này. Bên đây 5 chỗ ngồi gầm cao thì em còn có một chiếc xe Hyundai Tucson. 5 chỗ ngồi gầm cao có Hyundai Tucson đời 2011, bản nhập khẩu, số tự động đẹp. Em này là máy xăng 2 cầu, giá chào bán là 455 triệu, biển 34 nhé. Tucson 2011 nhập khẩu số tự động 2.0, hai cầu số tự động đây ạ, 455 triệu, có Tucson đi nhá. Phím mở một trạm thông minh trên cánh cửa, xin nhan trên nương đầy đủ rồi. Kết nối Zalo để em sẽ tư vấn cho mình ạ. 5 chỗ ngồi gầm cao em có Tucson này. Em chào bác Nhi Bông, chào bác Lan Nguyễn, chào bác Thanh Nguyễn này. Ở bên đây em còn có một chiếc xe Tucson máy xăng nữa, cũng là hai cầu số tự động, giá chào bán là 455 triệu. Em này thì cũng là biển Hà Nội nhá. Lướt sơn thì màu lâu đẹp. Phím mở một trạm thông minh trên cánh cửa rồi. Xin nhan trên gương đầy đủ cho em ạ. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng, đề lỗ thông minh, màn hình giải trí 455 triệu, đời 2011, có Tucson hai cầu máy xăng số tự động đẹp. 5 chỗ ngồi gầm cao em còn có Eco Sport nữa nhé. Còn bên đây thì em còn có một chiếc xe Hyundai Accent với lướt sơn màu đen đẹp. Em Accent này của em Hương là đời 2018, số sàn, giá chào bán là 416 triệu. 416 triệu có Hyundai Accent số sàn đi ạ. 5 chỗ ngồi gầm cao em có Tucson này. 5 chỗ ngồi gầm cao có Tucson. Hai chiếc Tucson này đều là máy xăng 2 cầu số tự động đẹp, 455 triệu thôi. Captiva 7 chỗ ngồi số sàn đời 2015, giá chào bán là 2007, giá chào bán là 215 triệu ạ. Em chào anh Nghiêm Xuân Thược, chào anh Mạc Tuân, chào anh Nguyễn Sơn nào. Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân vội nhóm giúp em nhé. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em. Mưa quá các bác ạ. Mưa lắm luôn. Anh Minh Đức ơi, để lại số điện thoại cho em nào. Bên đây thì em còn có Kia Rio. Kia Rio số tự động đẹp đời 2012. Bản này là bản nhập Hàn nguyên chiếc. Biển 29 Hà Nội. Giá chào bán là 340 triệu đời 2012. Động cơ trang bị là 1.4. 5 chỗ ngồi bản hatchback màu đỏ đẹp em có Kia Rio các bác nhé.
có Kia Rio đi này. Cửa lóc đầy đủ, la răng lam chấu rồi. Bốn mắt cảm biến đầy đủ cho em biển Hà Nội. 340 triệu có Kia Rio đi này. 5 chỗ ngồi gầm cao thì em có một chiếc xe Kia Sportage bản Limited. Kia Sportage bản Limited này, đầy đủ công nghệ, đầy đủ đồ chơi. Biển Hà Nội một chủ sử dụng, giá chào bán là 466 triệu. Nước sơn màu đen đẹp, phanh ABS chống bó cứng đầy đủ, xi nhan trên gương. Còn nếu như bác nào mà không thích Vios, không thích những dòng xe Accent thì em còn có một chiếc xe Toyota Camry nhé. Camry một chủ sử dụng, biển 37, nước sơn màu đen đẹp. Camry số tự động của em Hương đây ạ. Số tự động một chủ sử dụng đây, có Camry đi nhé. Em này là 415 triệu đời 2009 bản nhập đài. 415 triệu có xe Camry rồi các bác ơi. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Chào bác Phương Mai, chào bác Nguyễn Thủy, chào bác Xuân Tuyến, chào bác Lý Hoài Chi, chào anh Minh Đức ạ. 5 chỗ ngồi gầm cao thì em còn có cả EcoSport đời 2016 nhập khẩu, giá chào bán là 425 triệu. EcoSport đây ạ, biển là biển Hà Nội này. 425 triệu có EcoSport đi đời 2016. Động cơ trang bị là 1.5. Bên đây em có Kia Rio. Kia Rio nhập Hàn nguyên chiếc, số tự động đời 2015. Giá chào bán là 379 triệu. 379 triệu đây ạ. Em chào anh Xuyên Hà, chào anh Nguyễn Quý, chào anh Nguyễn Hậu này. Chào anh Cường nhé. Bên đây em còn có Accent này. Accent đời 2015, em này cũng là bản nhập khẩu. Bản này là bản Blue cao cấp cho chiếc Accent của em Hương đây ạ. Đèn bi salon giải đèn LED đầy đủ rồi. Phanh ABS chống bó cứng, giá chào bán là 383 triệu. Em chào anh Lê Trung Hiếu này. Đèn LED đầy đủ rồi. Accent này ạ. ABS chống bó cứng, giá chào bán là 383 triệu. Accent của em Hương màu trắng đẹp, số tự động đây. Bản sedan 2 đầu, cửa lóc đầy đủ, bản Blue cao cấp nhất em Hương có Accent. Accent đời 2013. Đời 2015. Accent đời 2015, 383 triệu. Chào anh Trần Vân, chào bác anh Lê Trung Hiếu ơi, chia sẻ cho em Lê Hương lên nào. Bên đây thì em có một cặp Vios giá rẻ này, biển 99 có Vios giá rẻ đi. Máy số cực ngon luôn, sơn si sạch đẹp. Vios này, biển 99 giá chào bán là 200 triệu tròn, cắt lỗ trên livestream còn 200 luôn. Vios bản e xịn trên livestream cũng còn 200 triệu luôn. Chia sẻ cho em Lê Hương đi các bác ơi, rất là nhiều xe đang được chào bán bên em. Bán tải nhá, nếu như bán tải vừa rồi em đã lên là một chiếc bán tải Isuzu D-Max, một chiếc xe bán tải BT50, một chiếc xe Ford Ranger, thì hôm nay em còn một chiếc xe bán tải Nissan Navara đời 2017 nữa. Nissan Navara đời 2017 nhập khẩu, động cơ trang bị là 2.5, số tự động. Một cậu em này thì một cầu nhá, giá chào bán là 535 triệu, lên thùng thấp hết rồi. Xi nhan trên gương, đèn gầm đầy đủ rồi ạ. Không đâm xô và không ngập nước. Có bán tải Nissan Navara đi, 535 triệu. Em chào anh Thanh Thanh, chào anh Tình này, chào bác Thắng Hoa Gáo này. Chia sẻ cho em Lê Hương lên nào. Bên đây thì em còn có Kia Morning. Kia Morning đời 2016, động cơ trang bị 1.2, số sàn nước sơn màu đỏ đây. Kia Morning em Hương full màu luôn, trắng, bạc, xanh, đỏ, vàng em đều có nhé. Chiếc Kia Morning này là 218 triệu, form dáng nhỏ gọn xinh xinh thôi. Màn hình giải trí cỡ lớn rồi, điều hòa mát lạnh luôn các bác này, ghế da bên trong cũng cực kỳ đẹp luôn. Màu đen kết hợp với màu đỏ nhé. Kia Morning này ạ. Em chào anh Tạ Văn Tấn này, Đặng Văn Tấn này, em chào anh Trần này, chào anh Nguyễn Quang Đăng này. Bán tải bên đây thì em còn có một chiếc xe Ford Ranger đời 2013 nữa. Bán tải Ford Ranger đời 2013, giá chào bán 213 triệu nhập khẩu. Số sàn nhá, em này là bán tải số sàn duy nhất bên em Hương này, 395 triệu.
Facebook nó bị ẩn bình luận, nên là khách hàng mà bình luận mà thấy em Hương chưa trả lời thì để lại số điện thoại cho em tí em tư vấn nhé, chứ bây giờ em không nhìn thấy bình luận đâu ạ. Em chào anh Lê Di Trúc này, chào anh Thanh Nguyễn Văn này. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Mazda 3, Mazda 3 phanh tay điện tử, hai chế độ lái đời 2017, số tự động đẹp, form dáng mới của Mazda 3 đây, xi nhan trên gương, cửa lóc đầy đủ, hỗ trợ gầy số thể thao trên vô lăng, giá chào bán là 555 triệu. Mazda 3 đây ạ, phanh tay điện tử và hai chế độ lái nhá, form dáng rất là đẹp luôn, mới kính cong luôn ạ. 555 triệu cho chiếc xe Mazda 3 của em Hương này. Trên vô lăng là tích hợp những phím bấm rảnh tay này, có này, hỗ trợ trơn trượt đầy đủ rồi. Và em này là phanh tay điện tử, hai chế độ lái, chế độ lái thường và chế độ lái sport các bác nhé. Quan tâm thì cứ để lại số điện thoại cho em. Em chào anh Lê Di Trúc này, chào anh Nguyễn Văn Thanh này. Y10 thì em Hương nhiều lắm ạ, Y10 lúc nào cũng phải trên chục đầu xe, bản đủ, bản thiếu, một đầu hay hai đầu em đều có luôn. Ở đây em còn có chiếc xe Y10 nhập Ấn Độ đời 2014, động cơ trang bị 1.0, giá chào bán chỉ có 195 triệu thôi. 195 triệu cho chiếc xe Y10. Mâm rất là đẹp rồi, xi nhan trên hông nước sơn màu trắng đẹp này. Còn 7 chỗ ngồi, Xpander số tự động thì đẳng cấp rồi. Còn nếu như dòng xe như EV Innova thì cũng rất là đẹp luôn các bác nhé. Innova một chủ sử dụng biển Hà Nội, không khoan đục, không taxi, bản G đẹp. 240 triệu cho chiếc xe Innova của em Hương đây ạ. Innova bản G 2007 nhé, không taxi và không khoan đục, gốc Hà Nội, một chủ sử dụng. Mưa quá live stream quá là vất vả luôn. Đây ạ, nhìn tabli tablo là các bác biết ngay xe rồi. 2007 bản G xịn mà giá chỉ có 240 triệu thôi ạ. Còn nếu những anh nào mà công trình, công trường, khu vực mình ở nó hơi cao một chút hoặc hơi lội một chút thì em có Isuzu máy dầu 7 chỗ ngồi gầm cao. Isuzu máy dầu 7 chỗ ngồi gầm cao chỉ có 160 triệu này. Em này là 140 triệu này. Hai chiếc xe 7 chỗ ngồi gầm cao máy dầu, bác nào công trình, công trường không thể bỏ qua nhé. Còn bên đây thì em còn có Innova bản G đời 2007. Em này em Hương bán là 250 triệu. Innova bản G 250 triệu đây ạ. Nhiều xe quá chưa kịp quay hết các bác ơi. Bên đây còn có một cặp song sinh nhưng mà khác màu này, một cặp Kia Morning đời 2016, giá chào bán là 215 triệu. Đời 2016 động cơ trang bị 1.25. Màu xanh 215 triệu, màu vàng 215 triệu, mâm đúc, màn hình giải trí đầy đủ hết rồi. Em chào anh Trần Khải, chào anh Đình Biên, chào anh Ngô Minh Tiến ơi, chia sẻ cho em Lê Hương được không ạ? Bên đây thì em còn có Santa Fe, Santa Fe bản Gold đời 2002, đăng ký lăn bánh là 2007, số tự động đẹp 7 chỗ ngồi 2.0, giá chào bán là 215 triệu thôi ạ. 215 triệu có xe Santa Fe đi. Bên đây thì còn một chiếc xe Gentra đời 2008, động cơ trang bị là 1.5, giá chào bán Gentra sedan 2 đầu 125 triệu thôi ạ. Gentra có 125 triệu thôi. Chào anh Thắng Tạ, chào bác Vũ Thị Thi đúng không ạ? Anh Cường béo đâu? Anh Cường ơi, đến chưa? Ừ, chúng em đã bấu mà. Khách của em điện cho em đang lên chi văn đuổi cầm điện thoại mà. Cái Phúc nhảy ra. Bên đây thì còn một chiếc cờ đuôi này, cờ đuôi đời 2012. Anh có nhìn thấy bình luận không? Ừ, anh có nhìn thấy bình luận không? Nó bị ẩn, em không đọc được bình luận. Thế em mới hỏi thế, anh có cấu cái gì? Anh à, vào anh để anh cứ xem xe đi, anh đợi em một chút ạ. Ở đây em còn có một chiếc Chevrolet cờ đuôi đời 2012 biển 34 đây ạ. Giá chào bán là 258 triệu cho chiếc Chevrolet cờ đuôi màu trắng của em Hương nhé. Vâng anh ạ. Phân khúc cỏ cỏ là 20, 21, 22 của thằng Vai ớt về đất nước số sàn.
Anh đợi em một chút nhá. Để em chào trên livestream ấy. Phải hôm nay nó thay đổi anh ạ. Nó khác so với mọi hôm. Thì buổi tập trung này em đừng có hóng mà sang nó như nó nặng ra khách cảm nhận cái mình không tôn trọng người ta. Anh không nghĩ thế. Nghĩ nó là sự thật. Có nhìn thấy cái gì đâu. Vừa rồi thì em Lê Hương đã báo giá rất là nhiều dòng xe đang được chào bán bên em. Những bác nào mà quan tâm về mẫu xe nào thì kết nối Zalo và để lại số điện thoại cho em nhé, 0354602790. Để em Lê Hương tư vấn này, em chào anh Sơn Sơn này, em chào anh Đình Bào này. Còn bây giờ thì em xin phép được dừng buổi báo giá ở đây nhé. Để em có khách đến xem xe rồi. 11:30 ngày mai thì em sẽ lại lên sóng và báo giá những dòng xe đang được chào bán với em. Những bác nào quan tâm thì cứ kết nối Zalo cho em thôi ạ. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào những buổi báo giá tiếp theo nhé. Này. Máy kia đâu vậy? Anh có nghe máy kia đâu? Anh có hình dung không này? Không có chỗ lút kết thúc luôn. Nó bị thay đổi mà. Đấy, đổi luôn đấy. Anh xem anh tầm bao nhiêu tiền anh nhỉ? Anh tìm tầm cỏ 2010, 1 2. Có sàn hay tự động anh? Của anh là có sàn, anh lắc lông lắm. Đồ lắm. Là muốn tầm 2010, 2022. Về bán lại giá vừa vừa thôi. Ok. Đây, cứ xem để em xem để anh. Gây sai. Sang bên đây giờ nó không biết tắt của gì. Nhưng mà tắt like chưa? Chưa tắt mà không biết tắt của gì này. Em xin chào bác Hà Phạm Huy nhá. Gen Tra 110. Anh ơi, anh cố lên một chút xíu em sẽ để giao lưu cho anh được không ạ? Đang muốn tắt nhưng mà không biết tắt của gì. Không được, tiếng tắt cho. Ok. Anh ơi, anh cố lên, em sẽ quay trực tiếp trước Gen Tra này cho anh này. Đời 2008 phiên bản số sàn, động cơ 1.5, đăng ký 5 chỗ ngồi. Đây anh có thể nhìn giúp em ly nhá. Em Hương nhá, đây các bác nhìn giúp em đi này. Mặt ca lăng thì đã được ốp mạc chrome sáng bóng rồi. Và có trang bị cả gì ạ? Ốp trời là ốp viền đèn này, đúng không ạ? Và có cả ốp đèn gầm luôn. Màu đen đẹp, đăng ký 5 chỗ ngồi. Và chiếc này thì đã độ lên la răng đúc siêu đẹp luôn. Một dàn lốp mới nhá, 125 triệu thôi. Nhưng mà anh có thể nhìn giúp em này, có thể mình sẽ giảm chi phí được rất nhiều. Như la răng một dàn lốp này thì bác có thể đi được tầm 2-3 năm, giảm chi phí. Và chiếc này thì em đi Em Hương nhá. Em Hương thì hiện tại bây giờ là đang tiếp khách, nên là em sẽ like thay em một chút xíu thôi. Đây nhìn giúp em đi, một dàn ghế da mới luôn, táp ly táp lô sạch đẹp và có trang bị cả màn hình. 125 triệu đồng em nghĩ là quá xứng đáng đấy anh Huy ạ. Anh Huy có thể gọi điện thoại ngay cho em Hương theo số hotline mà em Hương đã ghi ở trên màn hình. Và em sẽ chốt cho anh một cái giá đẹp nhất để giao lưu con Gen Tra này nhá. Xe sedan hai đầu mà hơn 100 triệu thì em nghĩ là sẽ khó mua được một cái dòng nào mà với cái mức tiền như vậy. Ok không ạ? Anh Huy ơi, cố lên nhá. Các bác vào xem like thì đẩy mắt like lên giúp em Hương nào. Đẩy mắt like lên giúp em Hương. Và con này là còn biển... biển 36 à, đúng không ạ? Biển 36 thì em đi sẽ, em Hương sẽ rút hồ sơ, bao hồ sơ cho anh luôn để về sang tên chính chủ, đúng không ạ? Thả tim thả like đẩy lên giúp em đi. Các bác ơi vào xem like. Còn cái này tắt dễ mà đây anh. Đâu có tắt được đâu, sang cái mới này. Đấy, đây tắt là cái đấy thì nó gì? Bây giờ nó có kết thúc rồi. Anh vẫn đang này. Mọi người ơi, mọi người vào xem live đẩy lên giúp em ly ạ. Hát hát rồi. Đẩy lên giúp em ly nha. Không có chữ tắt đâu. Ok, đây.